Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán thính giả, sáng nay ở bên kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2, tôi đã làm chương trình về việc mà Israel ra lệnh cho những người dân Palestine sinh sống ở tại Bắc Gaza trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải đi khỏi nơi đây. Thì tôi đã nói rất rõ, có nhiều người dân Palestine ở nơi đây không có đi. Và về phía bên Palestine cho rằng đó là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Palestine cũng như là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Sáng nay ở bên kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2, tôi đã phân tích cả hai góc cạnh và tôi lên án việc mà Israel nói là nhân dân tự vệ bảo vệ lấy Israel mà tấn công truy lùng những người Hamas lại tấn công vào những người dân thường ở tại Gaza. Tôi rất là phẫn nộ và tôi cho rằng đó là một hành động không thể chấp nhận được, hành động chà đạp nhân quyền một cách rất là bỉ ổi của Israel. Việc làm này thì tôi bây giờ cũng nói rất rõ là có bàn tay Mỹ đứng đằng sau hỗ trợ. Nếu không có Mỹ làm chuyện này thì Israel không dám có những hành động ngang ngược như thế. Sáng nay tôi đã nói nước Mỹ gửi tàu sân bay USS Gerald Ford cách đây mấy ngày và hôm nay cử thêm một tàu sân bay tới khu vực này và gửi rất nhiều vũ khí súng đạn cho Israel nên Israel cảm thấy rất an tâm mới hành động như thế. Thế bây giờ tôi tiếp tục câu chuyện vì sao, là vì sự kiện đang diễn ra rất nóng bỏng ở tại Gaza. Các đài lớn của nước Mỹ như đài CNN họ cập nhật từng giờ nên tôi xin cập nhật. Đã hơn 10 tiếng rồi thì chuyện gì xảy ra? Trong kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng nay tôi có nói là người dân Palestine rời khỏi Bắc Gaza đó thì họ đi một tuyến đường xuống thẳng dưới thành phố Rafah, biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Thì các hình ảnh của CNN cho thấy là các chiếc máy bay của Israel đã oanh tạc những người di tản như thế, gây không biết bao nhiêu tử vong. Và lính của Israel tiến vào thì cũng có những hành động vi phạm nhân quyền, giết hại những người dân vô tội. Tới nay con số tử vong ở tại Gaza ngay ngày hôm nay thôi là khoảng chừng 2.400 người, cộng với những ngày trước con số lên tới hơn 1.400 người, thì tử vong của dân Palestine ở tại Gaza tới bây giờ là lên tới khoảng chừng 4.000 người rồi và rất nhiều người bị thương. Con số đó không thể đếm được bây giờ. Trong những ngày qua ở Gaza hoảng loạn vô cùng. Tổng thống của Ai Cập là ông Abdel Fattah Sisi. Ông lại nói rằng không thể mở cửa biên giới của tỉnh Rafah để đón nhận những người tị nạn. Ông cho rằng con số mà di tản vào Ai Cập như thế là một gánh nặng cho Ai Cập, nói rằng là hơn 1,1 triệu dân ở phía bắc Gaza di tản xuống, nhưng mà cả dải Gaza là hơn 2,3 triệu dân, thì chuyện này là một gánh nặng rất lớn cho Ai Cập nên ông quyết tâm không mở cửa. Thưa quý khán giả, trong lúc tôi đang thưa chuyện với quý khán giả, công trình vẫn tiếp tục đang làm ở ngoài, nên có những tiếng ồn, tiếng cưa, tiếng đục. Mong quý khán giả thông cảm dùm. Đó, tiếng cưa, tiếng cắt, cắt tiếng hàn. Nên là tôi biết là quý khán giả cũng chia trí, tôi rất là chia trí. Nhưng tôi phải tập trung để mà trí nhớ của tôi không có bị phân tán. Thì hôm nay, Ngoại trưởng của Mỹ, ông Anthony Blinken dưới nhiều áp lực từ bên phía của người Mỹ nói rằng Israel quá tàn ác, thì phải nói như thế nào để mà Ai Cập mở cửa đón nhận những người dân tị nạn.
Ngoại trưởng của Mỹ, ông Antony Blinken có gặp gỡ Tổng thống của Ai Cập bây giờ, đó là Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi. Gặp gỡ rồi. Và Ngoại trưởng Antony Blinken khẩn thiết nại xin vì vấn đề nhân đạo thôi. Xin hãy mở cửa biên giới ở Ai Cập và Rafah, đón nhận những người dân tị nạn. Cách đây khoảng chừng một tiếng thôi, Tổng thống của Ai Cập là ông Abdel Fattah El-Sisi chấp nhận vì vấn đề nhân đạo, tạm thời mở cửa ngay lập tức cổng biên giới giữa Ai Cập và thành phố Rafah. Bộ Ngoại giao của Mỹ ngay lập tức công bố nói rằng đây là một tin mừng, xin báo cho những người di tản ở tại Rafah biết rằng cổng biên giới ở Rafah có thể mở cửa bất cứ lúc nào nhưng rất hạn chế. Vì sao? Nói là hạn chế là vì mở cửa ra đông quá mà tràn qua biên giới bên phía Ai Cập đón không kịp thì có thể họ đóng lại. Nên nói là nhân đạo, nhưng nhân đạo trong sự chừng mực. Nhân đạo trong sự chừng mực. Sáng nay ở bên kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng 2, tôi đã lên án Israel khi mà đưa quân vào Gaza không thể nào biện minh việc mà mình nói tự vệ chống lại Hamas mà đưa quân qua Gaza là không có được. Vì sao chính Israel và Tây Phương cùng với nước Mỹ lên án Nga vì tự vệ đưa quân qua Ukraine thì họ cho rằng đó là xâm phạm an ninh quốc gia, đó là xâm phạm chủ quyền quốc gia, đó là chà đạp nhân quyền đủ thứ hết, thì nay chính Mỹ cùng với Israel cùng chơi một chiêu bài đó, đưa quân qua Gaza và với tốc độ nhanh hơn nhiều, nhiều hơn sức tưởng tượng mà thế giới có thể suy nghĩ. Vì Israel rất mạnh về quân sự, đạo quân của họ là đạo quân chuyên nghiệp huấn luyện trước đây rồi. Đưa quân từ Israel qua Gaza rất là nhanh chóng vì Gaza, cả Gaza chỉ có 350 km² thôi, thì họ có thể hoàn tất chuyện mà săn lùng cũng như là chiếm trọn cả dải Gaza trong vòng có 24 cho tới 48 tiếng đồng hồ mà thôi. Bây giờ đó, người dân Palestine ở tại Gaza không biết phải làm như thế nào, họ khủng hoảng vô cùng. Mới mở cửa biên giới ở Rafah một chút thì đóng cửa trong cả tuần qua. Bây giờ được lệnh có thể mở cửa trong bất cứ lúc nào, mấy giờ tiến tới. Mà mở cửa xong thì những người dân Palestine có tràn qua đông quá đó, họ cũng có thể đóng cửa lại. Đây là tình trạng rất là khẩn cấp ở tại Gaza. Trong khi đó, trên chương trình Face the Nation của nước Mỹ, thì những quan chức của Israel, đại sứ của Israel tại Mỹ lên thao thao bất tuyệt nói rằng chúng tôi phải đánh vào Gaza vì đây là sự sống còn của Israel và đây là một việc quan trọng gấp rút. Họ nói chữ tiếng Anh là imminent danger, và đây là một imminent demand. Imminent danger tức là một sự nguy hiểm trước mắt, và imminent demand tức là một sự đòi hỏi khẩn thiết trước mắt phải tấn công vào Gaza. Báo chí truyền thông của Mỹ cho các đại sứ của Israel, các quan chức của Israel tha hồ mà múa gậy vườn hoang trên các cơ quan truyền thông của họ. Trong khi đó, người dân Palestine lại không được cơ hội như thế. Vì sao? Chúng ta biết các cơ quan truyền thông của Mỹ và Tây Phương đại đa số làm chủ là do những người Israel hải ngoại, nên họ dùng truyền thông như là một sức mạnh ở hải ngoại để mà thao túng những suy tư của những người ở nước ngoài. Thưa quý khán giả, như vậy thông tin mới nhất, Tổng thống của Ai Cập ông Abdel Fattah El-Sisi chấp nhận mở cửa biên giới giữa thành phố Rafah và Ai Cập. Nhưng
có điều kiện có thể đóng lại bất cứ lúc nào nha. Và Bộ Ngoại giao của Mỹ loan tin chuyện này, nói rằng Ngoại trưởng của Mỹ, ông Antony Blinken, đã đạt được sự thỏa thuận này vì thấy đây là một nhu cầu nhân đạo khẩn thiết đối với những người dân Palestine đang tị nạn. Nhưng mà sự giúp đỡ về nhân đạo như tôi nói hồi nãy chỉ là hạn chế mà thôi, chứ không phải là được sự toàn diện đâu. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi, Palestine và Israel là hai anh em cùng cha khác mẹ từ thời xa xưa. Cả hai anh em đều là con của một ông tổ, đó là ông tổ Abraham. Hai anh em này đã bất đồng với nhau, sâu xé lẫn nhau từ ngàn xưa rồi, cho tới nay là đã hơn 3.500 năm. Nếu mà không thành lập được một quốc gia Palestine để song hành với Israel thì chắc chắn sự tranh chấp như thế này vẫn sẽ tiếp diễn, và người trên cơ chính là Israel, vì Israel có sức mạnh ở hải ngoại, được các quốc gia Tây Phương và Mỹ yểm trợ. Nên chúng ta, những người yêu chuộng tự do và hòa bình, giúp đỡ những người bị áp bức thì lên tiếng ủng hộ cho Palestine. Palestine phải trở thành một quốc gia song hành với quốc gia Israel như là một đốm da bèo. Tuy vậy, chúng ta cũng cần phải biết đó là có những sự tranh chấp về vấn đề các khu định cư, thì chúng ta hãy hỗ trợ cho cả Israel và Palestine ngồi vào trong bàn hội nghị để giải quyết. Đương nhiên, những sự tồn động không biết bao nhiêu năm rồi, nhất là những sự hận thù trong quá khứ cả hơn 3.500 năm không thể nào giải quyết một sớm một chiều. Mỗi bên phải nhượng nhau một chút thì mới có kết quả được. Chiến tranh bùng nổ ra do Hamas tấn công trước, nhưng mà Hamas đang làm những việc mà người dân Palestine mong muốn, đó là phải có một Palestine độc lập thực sự, có chủ quyền thực sự, có tiếng nói thực sự. Nên dầu rằng những hành động của Hamas là hành động cực đoan, nhưng người dân Palestine lại hỗ trợ là vì lý do đó. Chúng ta mong rằng có sự đối thoại cách công bằng và bình đẳng ở tại Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres cần phải ngồi xuống nghiêm chỉnh, mời gọi 5 quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm trọng tài chuyện này, thì may ra vấn đề sẽ được giải quyết. Nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp trước đây là chuyên áp đặt những tư duy của họ lên trên vấn đề này nhiều quá, thì kỳ này cần có cả 2 cường quốc khác là Trung Quốc và Nga Xô nhập cuộc để tiếng nói được cân bằng cho người dân Palestine. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.